Ngô Thư Hân được các đạo diễn o bế, mức cát-xê gây tranh cãi vì sự chênh lệch bỏ xa với bạn diễn. Trên các diễn đàn xứ Trung đang nhận làn sóng tranh cãi khá gay gắt khi mức cát-xê của đại tiểu thư Ngô Thư Hân được tiết lộ. Sự chênh lệch quá khác biệt so với bạn diễn đã khiến fan màn ảnh ngã ngửa. Sau thành công của Thương Lan Quyết phát sóng mùa hè năm ngoái, Ngô Thư Hân và Trương Lăng Ách hot lên đáng kể, cùng với độ nổi tiếng, tiền cát-xê đóng phim của cả hai cũng tăng lên theo. Tuy nhiên, nàng tiểu hoa vẫn có thù lao chênh lệch rất lớn so với bạn diễn. Theo tiết lộ mới đây, Ngô Thư Hân đã nhận khoảng 12 triệu nhân dân tệ để đóng Vân Chi Vũ, trong khi đó Trương Lăng Hách chỉ nhận được 8 triệu nhân dân tệ. Có thể thấy nữ diễn viên họ Ngô được cát-xê cao gần gấp đôi đồng nghiệp. Theo lý giải của blogger, Ngô Thư Hân là tiểu hoa có tiếng, thuộc hàng top của lứa sau 95, việc đãi ngộ tốt là điều hiển nhiên. Trong khi đó Trương Lăng Hách mới được chú ý sau vai phụ trong Thương Lan Quyết, kỹ năng diễn xuất cũng không được đánh giá cao. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến bác bỏ sự lý giải trên bởi danh tiếng của bạn trai Bạch Lộc tại thời điểm này cũng không phải dạng vừa. Sự chênh lệch quá lớn như trên khiến fan màn ảnh đặt nghi vấn đại tiểu thư Ngô Thư Hân đang được các đạo diễn đoàn phim o bế. Được biết, gia đình của nữ diễn viên họ Ngô vốn có tiếng với xứ sở tỷ dân, bản thân cô cũng đã vốn có những mối quan hệ thân thiết với các tên tuổi gạo cội trong showbiz trước khi bắt đầu tham gia nghệ thuật. Cặp đôi phụ là Lưu Dục Hiểu và Thừa Lỗi chỉ nhận về 2 triệu nhân dân tệ sau khi kết thúc phim. Tuy nhiên, cả hai đều cho là hưởng lợi nhiều nhất khi có thời lượng lên sóng lấn át couple chính, đạo diễn Quách Kính Minh nâng đỡ hết mình. Được biết, Ngô Thư Hân và Triệu Lộ Tư là nữ diễn viên trẻ nhận về thù lao cao nhất. Nguồn thu nhập của hai cái tên hot nhất xứ showbiz này không chỉ đến từ việc đóng phim mà còn đến từ những hợp đồng quảng cáo xa xỉ. Vân Chi Vũ hiện đang nhận về nhiều bình luận trái chiều vì nâng phụ dìm chính, đoàn phim đi tuyên truyền mà không hề có Ngô Thư Hân, Trương Lăng Hách, thiết lập nhân vật chính không đặc sắc bằng phụ. Cụ thể, khi đạo diễn Quách Kính Minh đăng một bài viết trên Weibo nhằm tuyên truyền cho phim, đại để nói rằng quá trình quay Vân Chi Vũ vất vả và nhiều cảm xúc thế nào, Trương Lăng Hách đã phản hồi ngay trong phần bình luận hỏi, không phải tên phim là Thiển Chi Giác sao? Làm quần chúng, trong đó có cả những người từng không thích Trương Lăng Hách cũng phải vỗ tay tán thưởng, khen ngợi vì sự thẳng thắn này. Câu nói của Trương Lăng Hách chẳng khác gì một lời lên án gửi đến Quách Kính Minh. Theo loạt số liệu được thống kê, Trương Lăng Hách và Ngô Thư Hân rõ ràng là đôi chính, nhưng thời lượng lên sóng trong tập 15 chỉ hơn đôi phụ 1,7 lần, ít hơn rất nhiều so với các tác phẩm khác của màn ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, sau tất cả những tranh cãi xoay quanh bộ phim, vẫn không thể phủ nhận Vân Chi Vũ hiện tại đang là siêu bão được đón nhận ở châu Á. Thậm chí bộ phim còn giúp tên tuổi của Ngô Thư Hân được đà, sánh ngang tên tuổi của đàn anh đỉnh lưu số 1 hiện nay, Tiêu Chiến. Bằng chứng là một trong những bảng thống kê gần đây cho thấy, khi Nắng Gắt Bên Tôi do Tiêu Chiến đóng chính lên sóng, những tập đầu của phim nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Trước đó, phim đạt rating trung bình là 1,47% cho tập 1 và thậm chí đạt đỉnh với con số 1,59%. Tuy nhiên, những tập tiếp theo của phim lại không giữ được phong độ đỉnh cao đó. Theo lượt view trên Vân Hợp, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 9 thì Nắng Gắt Bên Tôi thậm chí có lượt xem thấp hơn hẳn tác phẩm Vân Chi Vũ do Ngô Thư Hân đóng chính. Bên cạnh đó, chỉ số data win của Vân Chi Vũ cũng đạt mốc 2.048 điểm, trong khi Nắng Gắt Bên Tôi lại chỉ dừng ở mức 1.806 điểm. Tuy vậy, nếu xét về chỉ số nhân vật thì Tiêu Chiến vẫn giữ được sức hút của mình khi đứng top đầu với 9,26 điểm, trong khi Ngô Thư Hân theo sát nút với vị trí thứ hai là 9,15 điểm.